Cảm ơn quý vị đã chờ đợi và đón xem chương trình SBTN Washington DC. Kế tiếp, Bích Phượng xin gửi đến quý vị chương trình Nhịp cầu yêu thương, buổi cây quỷ của Việt Tộc Foundation tại nhà hàng New Fortune Gettysburg, Maryland do Bích Phượng và Đậu Thanh Nhân thực hiện. Kính mời quý vị theo dõi. Bích Phượng của SBTN Washington DC kính chào quý vị, kính thưa quý vị, Việt Tộc Foundation hàng năm đều có một buổi gây quỹ tại thành phố Gettysburg, tiểu bang Maryland vào tháng 9 và hôm nay ngày 11 tây tháng 9 2016 thêm một lần nữa buổi gây quỹ đã được tổ chức tại đây. Xin cho em niềm tin, cho em thấy anh thương mong em. Xin cho em tấm lòng. Việt Tộc Foundation còn được gọi là Nhịp cầu yêu thương Link of Love, được thành lập bởi Linh Mục Phêrô Trần Công Vang, dòng Chúa Cứu Thế, đã có thêm một buổi gây quỹ lần thứ 42 trong toàn nước Mỹ và lần thứ 18 tại tiểu bang Maryland. Đã có hơn 300 đồng hương và thân hữu đến tham dự tại nhà hàng New Fortune. Mọi người đã được thưởng thức giọng hát ngọt ngào trữ tình của ca sĩ Don Hồ cùng với ban nhạc Saigon Stars. Buổi kết quỹ đã thành công vượt bậc vì một số anh chị em ở Maryland đã đồng hành với Cha Vang từ năm 1998 nhằm mục đích giúp các em dân tộc trong vấn đề học vấn, giáo dục để nâng cao đời sống người dân ở Tây Nguyên. Ngoài giáo dục, hội còn giúp đỡ những người thiểu số Tây Nguyên trong các lĩnh vực y tế, giúp đỡ những người cùi, tạo tủ thuốc uống cho vùng, phát triển, cứu trợ, hướng nghệ và văn hóa. Những trái tim nhân từ, những tấm lòng vàng đã tặng 10.000 Mỹ Kim cho dự án y tế. 30 em sinh viên được bảo trợ với số tiền 400 Mỹ Kim cho mỗi em và 9.700 Mỹ Kim để xây hai hệ thống nước sạch. Được biết, trong tháng 7 2016 vừa qua, với sự giúp đỡ của hội, 35 em đã ra trường và có rất nhiều em muốn trở lại giúp đỡ cho hội Việt Tộc Foundation. Đứng kế bên Bích Phượng là Linh Mục Marco Bùi Duy Chiến. Linh Mục cũng đã đồng hành với Cha Vang trong vấn đề giúp đỡ những đồng bào sắc tộc. Sau đây là những lời chia sẻ của Linh Mục với khán giả của đài SBTN. Tôi được đồng hành với Cha Vang trong chương trình này từ 14 năm nay. Chính xác là từ mùa hè năm 2003 cho đến nay trong chương trình này. Và với thời gian qua, thì khi khởi đầu công việc mà tôi cùng đồng hành với Cha Vang thì cái phạm vi của công việc nó nhỏ thôi, nhưng càng ngày thì cái phạm vi công việc nó lớn hơn, bởi vì có nhiều em thiếu nhi, nhiều em học sinh thuộc các sắc tộc thiểu số cần đến sự trợ giúp cả về vật chất lẫn sự hỗ trợ về tinh thần, để các em có thể có những cố gắng trong công việc học tập. Và cái hỗ trợ lớn nhất của Cha Vang cũng như của anh chị em trong nhóm Việt Tộc là lo cho các em về chuyện học. Thì tôi thấy có một điều thế này là qua cái chương trình này thì các em ý thức hơn về việc mình cần phải đi học. Và ngay cả cha mẹ của các em cũng thấy được sự quan trọng trong việc học tập của con cái mình. Và tôi thấy đó là một cái thay đổi và là một cái thành công lớn trong chương trình này. Em đã giúp cho Việt Tộc Foundation for 3 năm rồi. Cái nguyên nhân em giúp là để muốn cho những cái em ở vùng cao ở tại Việt Nam có một cuộc sống tốt đẹp hơn, có một cái trình độ văn hóa cao hơn để họ có thể quay trở lại giúp bản làng của họ. Cái lý do mà tại sao Bích Nhung đã giúp được cho Hội Việt Tộc trong 10 năm qua đó, Bích Nhung muốn giúp cho đồng bào thiểu số đó là tại vì họ không có cơ hội như là những người đồng hương khác. Như người Kinh mình đó, thì còn có nhiều, rất là nhiều cơ hội và thấy họ rất là bị thiệt thòi. Về bên cái phần giáo dục đó thì họ không có được có cái cơ may để mà được cấp sách đến trường. Thì cái đó là một cái lý do mà Bích Nhung muốn giúp cho Hội Việt Tộc để tạo cái cơ hội cho các em được cấp sách đến trường và để cho các em được thay đổi cái cuộc đời của mình.
cái khả năng của Don, Don là một người ca sĩ thì Don, Don mang được tiếng hát lại cho mọi người. Don, Don những cái chương trình từ thiện mà Don thấy Don có thể giúp được trong cái khả năng của Don thì dạ thương lúc nào Don cũng sẵn sàng để giúp cho cha và cho hội Việt tộc. Thì bây giờ tường trình từ buổi tiệc cái quỹ nhịp cầu yêu thương Việt tộc Foundation Maryland. Tiếp theo trong bản tin ngày hôm nay, Bích Phượng xin mời quý vị theo dõi IV News của Tú Linh về chùa Liên Trì tại Việt Nam trở thành đống gạch vụn đổ nát. Chùa Liên Trì đã hiện hữu hơn 70 năm, nơi đã từng giúp đỡ cho các anh thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, cũng là nơi tá túc của những nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và những dân oan, nơi mà Hòa Thượng Thích Không Tấn đã ở hơn 50 năm nay, nay chỉ còn là đống gạch vụn đổ nát. Hòa Thượng Không Tấn sau khi xuất viện đã tạm tá túc ở chùa Giác Hoa. Vào sáng thứ Bảy, ngày 17 tháng 9, Thầy đã trở về chùa để nhìn thấy đống đổ nát gạch vụn ngổn ngang, đã khiến cho Thầy nghẹn ngào tức tưởi không nói nên lời, chỉ có thể diễn đạt bằng những dòng nước mắt tuôn rơi. Thầy nói, nhà cầm quyền này quá ác tâm, không còn gì nữa hết. Tất cả chỉ còn đống đổ nát. Bằng cảm nhận, Thầy lần đến trên đống gạch vụn để cảm nhận đâu là chánh điện, đâu là nơi thờ Đức Phật. Và Thầy đã thắp ba nén hương để tỏ lòng thành kính với Đức Phật, thành tâm khấn vái tạ tội cho những con người vô thần đã xúc phạm Đức Phật, cầu siêu cho các vong linh đã bị những kẻ vô thần xúc phạm. Những kẻ vô thần chỉ có thể phá được chùa, đạp đổ bằng thờ Phật, nhưng không thể giết được Phật trong lòng Thầy. Nhà cầm quyền Cộng sản chỉ biết hà hiếp đánh đập dân, mà lại hèn hạ với giặc. Trong đêm thắp nến ngày 15 tháng 9, 2016, tại chùa Điều Ngự, Hòa Thượng Thích Chân Thành đã nói, giặc đụng bồ đề thì giặc phải tan. Có lẽ cũng gần đến ngày tàn của Cộng sản Việt Nam. Cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay, Bích Phượng xin kính mời quý vị theo dõi IV News của Minh Thúy về lễ hội Oktoberfest 2016 và xe bus nhỏ không người lái. Munich Oktoberfest là một lễ hội nổi tiếng và lớn nhất của Đức, bắt đầu hôm 17 tháng 9 trong 3 tuần. Theo nguồn tin Fortune, 14 lều lớn của 14 công ty bia nổi tiếng nhất của Đức đã được dựng lên để phục vụ hội bia 2016 tại Munich và dự định sẽ thu hút khoảng 6 triệu du khách. Giá bia tại Oktoberfest đã tăng 3% so với năm ngoái. Trung bình 1 lít bia khoảng hơn 10 euro, tương đương gần với 12 Mỹ Kim. So với tại các quán bar thì giá chỉ khoảng 5 Mỹ Kim hoặc ít hơn. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đang lo ngại khả năng khủng bố có thể xảy ra trong lễ hội bia, mặc dù cảnh sát cũng nhấn mạnh rằng hiện chưa có dấu hiệu của bất kỳ mối đe dọa cụ thể nào. Cảnh sát Munich dự định sẽ điều động khoảng 600 nhân viên an ninh tại khu vực tổ chức lễ hội, tăng 100 người so với năm ngoái. Khoảng 450 nhân viên bảo vệ cũng sẽ kiểm tra túi xách và theo dõi các du khách có dấu hiệu say xỉn. Theo nguồn tin của The Wall Street Journal, nhằm đối phó với một loạt các cuộc tấn công trong thời gian gần đây, thì chính quyền Munich đã quyết định xây dựng hàng rào kẽm gai, cấm mang theo túi lớn vào các khu vực lễ hội, đặt camera giám sát và kiểm tra an ninh đối với các du khách trước khi tham gia lễ hội của năm nay. Oktoberfest được tổ chức vào tháng 10 hàng năm, nhưng sau đó thời gian tổ chức được đẩy lên sớm hơn vào tháng 9 vì thời tiết vẫn còn ấm áp. Oktoberfest 2016 là lễ hội bia lần thứ 183 tại Đức. Theo nguồn tin từ CNN, mới đây hai chiếc xe bus nhỏ không người lái đã bắt đầu hoạt động thử nghiệm trên đường phố Helsinki của Phần Lan. Loại xe bus điện này là sản phẩm của công ty Pháp EasyMall, có thể chuyên chở được 9 hành khách với tốc độ 25 mai 1 giờ. Tuy nhiên, những chiếc xe bus này bị giới hạn chỉ được chạy 7 mai 1 giờ trong thời gian thử nghiệm giữa hai trạm công cộng
tại Hansary và luôn luôn có một tài xế sẵn sàng để đề phòng những trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra. Dự án này là một phần kế hoạch của thành phố Helsinki với tham vọng trong vòng một thập niên để đổi việc sở hữu xe nhỏ trong thành phố đã lỗi thời. Xe bus tự lái sẽ tiếp tục được vận hành thử nghiệm tại hai thành phố khác là Espoo và Tampere vào cuối mùa thu năm 2016, sẽ ngừng hoạt động khi tuyết bắt đầu rơi và tiếp tục hoạt động vào mùa xuân. Tuy nhiên, đây không phải là loại xe bus tự lái duy nhất. Theo nguồn tin từ Daimler, trong tháng 7 vừa qua, cũng đã xuất hiện loại xe Mercedes-Benz Futurebus tự lái do Daimler Bus sản xuất. Loại xe bus này với hành trình 20 km từ sân bay Schiphol của Amsterdam tới thành phố Haarlem với chức năng tự động City Pilot. Loại xe bus Mercedes-Benz đặc biệt là người lái không được can thiệp vào chân ga, chân thắng và tay lái, bởi vì bất kỳ sự can thiệp nào của người lái sẽ loại bỏ chức năng City Pilot. Việc làm của người lái chỉ là theo dõi, kiểm soát và vận hành của chiếc xe và có thể nắm quyền kiểm soát chiếc xe bất kỳ lúc nào. Các loại xe bus tự lái cho chúng ta một cái nhìn thoáng về tương lai giao thông của thành phố vì sự an toàn hơn, thoải mái hơn so với những xe bus thông thường hiện nay, cũng như giảm được mức tiêu thụ thiên nhiên và khí thải. KSKMY tinh chất tinh khiết từ đậu nành và nho được sản xuất tại Ý. Lopra tinh chất hoa sen và sâm ngàn năm với dòng nước suối không bị ô nhiễm được sản xuất tại Pháp và Ý. Sunra Beauty được chế xuất từ các dược thảo quý thiên nhiên được sản xuất tại Nhật và Đại Hàn. Label Cream được bào chế bởi khoa học da với các thành phần mới lạ. Lớp dậy mất cấp, nhận mất cấp cho cô dâu dạ tiệc. Facial waxing, sâm thêu, full điêu khắc 3D, eyelash extension, đặc biệt với kỹ thuật mới của Miracle sẽ giúp cho quý vị trẻ lại vui tươi yêu đời. Tưng bừng kỷ niệm đệ nhất thiếu niên Helen Watson DC Eden Center Đại Hà Giá từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 9, chảo 3D Korea, bình cách nhiệt, nồi cơm điện 10 khớp, máy bắt cam chỉ có 1 đồng cho 100 khách đầu tiên mỗi ngày. Thứ bảy ngày 17 tháng 9, từ 1 giờ đến 3 giờ chiều, Washington Redskins Cheerleader sẽ biểu diễn nhảy múa, chụp hình lưu niệm và ký tặng poster miễn phí. Chủ nhật ngày 18 tháng 9, từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều, chương trình nhạc hội hoàn toàn miễn phí với nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng: Hương Lan, Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Nguyên Khang, Diễm Liên, Thanh Lan, Nguyễn Hồng Nhung, Gia Huy, Hương Thủy, Mai Thanh Sơn, Trúc My, Huỳnh Phi Tiễn, Danh Hài Hồi Tâm, MC Trần Quốc Bảo, Giáng Ngọc, Lina Nguyễn. Inada Medical Chair làm tại Nhật 183 đồng mỗi tháng, trả góp 450 tiền lời. Nệm Tempur-Pedic, nệm Maniflex 100% Italy, chỉ đau lưng 2.999 đồng, tặng bộ giường 1.500 đồng. Bàn ăn giường ngủ Sofaya Made in Italy, 35% off tặng TV. Helichon, Watson DC 703-237-8999. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của SPTN Washington DC xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an bình và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.